Xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị đã đến với kênh đầu tư chứng khoán Châu Phạm Stock. Sau khi kết thúc phiên ngày 11 tháng 10 thì thị trường của chúng ta đóng cửa tăng 7 điểm ha. Và cái vận động ngày hôm nay thì nó xoay quanh cái việc là về lắp gáp của cái phiên mở gáp trước đó nè, vùng 1140 và sau đó nó rút chân lên. Chúng ta có thể thấy là sau 2 giờ thì cái lực cầu của thị trường nó cũng vào khá là nhanh và nó khá là mạnh. Và nó giúp cho VN của chúng ta đóng cao nhất phiên, đúng không? Một cái cách đóng cửa khá là đẹp và nó cũng thể hiện là bổ trợ cho cái phiên giao dịch ngày mai. Đó, thì có thể gọi đây là một cái phiên lắp ghép thành công của thị trường, đúng không? Vậy thì một số anh chị nhà đầu tư mình sẽ đánh giá là cái phiên này là cái phiên xác nhận của thị trường đó, để mà thị trường của chúng ta bước vào một cái nhịp sóng hồi. Đấy, tuy nhiên theo cái góc nhìn của em á, đây chưa đạt về cái tiêu chí phiên xác nhận. Ha, tại vì sao? Thứ nhất, anh chị mình thấy là thanh khoản của thị trường nó vẫn nằm ở cái ngưỡng dưới trung bình, tức là rất là bé, đúng không? Và cái biên dao động ngày hôm nay nó cũng rất là hẹp thôi anh chị. Đó, chứ không phải là một cái yếu tố mở biên tăng. Và nếu như anh chị nào mà chúng ta có theo dõi cái video gần đây nhất của em nè, thì em có đề ra cái kịch bản 1150. Đấy, và cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì nó thuộc vào cái kịch bản số 1. Đó là cái kịch bản mà thị trường nó sẽ quay về lắp gáp thành công, đúng không? Với khối lượng thấp thì nó sẽ sao anh chị? Tiếp tục có những cái phiên cân bằng quanh 1150, 1160 này. Đó, và cái kịch bản thứ hai là cái kịch bản mà thị trường test gap không thành công thì nó sẽ có những cái yếu tố điều chỉnh về sau hơn. Đấy, thì ở đây nhận định tại room khách hàng thì em cũng có chia sẻ tương tự này anh chị ha. Đó, nhìn chung là đối với những cái vận động này thì em vẫn giữ quan điểm là gì? Nó chưa đạt về cái tiêu chí cái phiên xác nhận một cái phiên pivot về dòng tiền. Em lấy ví dụ cái phiên giao dịch đó thì anh chị mình có thể bắt gặp vào giai đoạn năm 2021. Thì cái đợt đó thị trường của chúng ta có một cái giai đoạn uptrend khá là dài. Sau đó thì xuất hiện những cái đợt điều chỉnh với biên độ lớn ha, và có những cái yếu tố cân bằng quanh vùng đáy này. Thì khi mà thị trường của chúng ta anh chị mình thấy cân bằng này ha, có 4 phiên giao dịch cân bằng, thì sau đó xuất hiện một cái nhịp mở gap và nó tăng, khối lượng giao dịch nó gia tăng. Đó, thì tại cái phiên giao dịch này anh chị mình sẽ thấy là cái nhóm cổ phiếu trụ như là FPT nè tăng rất là tốt. Đấy, nó gọi là xác nhận vượt đỉnh đi lên luôn anh chị. Thời điểm đó là VN của chúng ta nó vẫn đang trong cái nhịp hồi phục thôi, đúng không? Còn cái thời điểm, còn cái tại cùng thời điểm thì FPT là nó đã xuất hiện một cái phiên xác nhận vượt đỉnh luôn. Đó, thì tại những cái thời điểm chúng ta sẽ thấy có những cái yếu tố dẫn dắt mà nó thuộc vào những cái cổ phiếu vốn hóa lớn, những cái nhóm cổ phiếu có khả năng dẫn dắt thị trường đi lên. Thì ở thời điểm hiện tại anh chị mình thử đánh giá coi là nhìn về thị trường coi có cái cổ phiếu này nó có khả năng dẫn dắt chưa, đúng không? Nhìn ở đây ha, ở cái bảng plus 24 giờ chúng ta thấy là có một cái sự đóng góp tất cả các dòng cổ phiếu trên thị trường trong ngày hôm nay. Nhưng xét và kỹ hơn, bóc tách các dòng, chúng ta thấy là gì? Tăng nhưng khối lượng vào nó, cái thanh khoản vào nó rất là thấp thôi. Lưu ý giúp em nha. Đấy, vì vậy là nó chưa đạt về cái tiêu chí để mà chúng ta có thể giải ngân vốn lớn trong cái giai đoạn này. Vì vậy em vẫn giữ quan điểm là cái giai đoạn này nó vẫn là trong cái nhịp hồi kỹ thuật, và chúng ta cần phải theo dõi những cái phản ứng khi mà thị trường về lại những cái vùng 1160 này, đúng không? Nếu như sao lực cầu duy trì tốt đấy và nó có xu hướng gia tăng dần thì nó sẽ bổ trợ cho một cái nhịp pivot hướng lên. Đấy, thì chúng ta có thể xác nhận tại cái thời điểm này chúng ta có thể giải ngân mạnh được nè. Còn trong cái vùng này thì những anh chị nào mà chúng ta chưa có xử lý được vẫn ưu tiên cơ cấu giúp em những cái mã cổ phiếu yếu nha. Đấy, để mà mình chi anh chị có một cái nhìn nó tổng quát về thị trường hơn. Thực chất á, là anh chị mình còn ví dụ như nha, chúng ta mua cổ phiếu ra cái giai đoạn này đi mà chúng ta còn cầm nắm đến cái thời điểm hiện tại thì sao? Thì mình chỉ có một cái hy vọng, đó là hy vọng cổ phiếu nó hồi lên thôi, đúng không? Tại vì cơ bản là anh chị mình đang bị kẹp cổ phiếu, thì thành ra là chúng ta chỉ có một cái hy vọng là cổ phiếu nó lên. Đấy, còn đối với những anh chị nào mà chúng ta đã bán và cầm tiền rồi thì chúng ta đôi khi sẽ có một cái góc nhìn nó trực quan hơn. Chúng ta không quá đặt nặng về cái việc là thị trường nó sẽ tăng hay giảm, mà mình sao anh chị? Mình sẽ hành động theo cái tín hiệu của thị trường. Và đối với hệ thống của em ở thời điểm hiện tại thì mình vẫn đang ưu tiên nắm tiền mặt nhiều hơn là nắm cổ phiếu. Thực chất là mình vẫn có giải ngân. Đấy, giải ngân
cái nhóm nào thì em cũng có chia sẻ với anh chị mình ở cái video gần đây nhất rồi đúng không? Đó, mình cũng gọi là gì trích một cái phần vốn nhỏ như cái chiến lược mà em đã chia sẻ với anh chị mình ở những cái video trước á. Nếu muốn tham gia thì chỉ trích một cái phần vốn nhỏ để mà mình gọi là đánh thăm dò thị trường, để mà mình có một cái vị thế. Nếu như mà cái kịch bản của mình đặt ra nó đúng thì mình cứ tiếp tục gia tăng trên cái phần vị thế đó, nó sẽ ok đấy. Chứ cái giai đoạn này thì em vẫn chưa thấy những cái tín hiệu gì quá mạnh đến từ các nhóm cổ phiếu. Giả sử như nha, cái phiên giao dịch ngày hôm nay đa số các cổ phiếu nó đều hồi phục, nhưng cái thanh khoản nó rất yếu, chỉ có một số cái mã cổ phiếu như là BVD nè đó, thì hôm nay em đánh giá nó đạt về cái tiêu chí điểm buy vote. Đây cũng là cái cổ phiếu duy nhất trong ngày hôm nay mà hệ thống chọn giải ngân nha anh chị. Đó, quan điểm của em á thì cũng có chia sẻ với anh chị mình rồi ở cái video cuối tuần, đó là mình đưa ra cái góc nhìn của mình đối với nhóm banh và nhóm dầu đúng không, nhóm ngân hàng và nhóm dầu khí. Tại vì sao mình xem xét được là gì, các cổ phiếu nó đều có những cái yếu tố tích lũy nền tảng rất lớn, nhưng giai đoạn vừa rồi nó không điều chỉnh quá sâu, tức là tổ chức họ vẫn đang thực hiện cái hành vi gom hàng liên tục như vậy đúng không, khối lượng bán ra những cái phiên giảm điểm với khối lượng rất bé luôn đó, mà trước đó lại là kết hợp cái yếu tố đi ngang với lại một cái thời gian nó rất lâu anh chị, vì vậy là cái tiềm năng nó vẫn rất còn rất là cao đúng không, nên là thành ra mình note lại hai cái dòng này đây anh chị ha. Ví dụ như cái nhận định ngày 9 tháng 10 nè đấy, thì em có chia sẻ là gì ở phiên sáng mình nói là gì, đối với nhóm banh và dầu khí thì đều có nền tích lũy lớn, tiềm năng dẫn dắt cho chu kỳ tăng sắp tới, nên là em sẽ theo dõi kỹ để và tư vấn anh chị chúng ta đánh chiến lược sóng ngành luôn đó. Thì thực chất là mình canh BVD cũng rất là lâu rồi, lý do tại sao chọn BVD mà không mua BVS trong cái giai đoạn này á, tại vì anh chị mình thấy xung lực của BVS nè, ở cái phiên trước á thì em cũng thấy là xung lực con này nó sẽ đang có một cái gì đó nó yếu hơn con BVD đó, mặc dù là giai đoạn trước nó khá là xông xáo, nó tăng mạnh hơn BVD, nó dao động cũng siết chặt hơn BVD, nhưng mà gì càng về thời điểm gần đây thì mình lại thấy cái xung lực con BVD nó lại ok hơn đó, nên thành ra là hôm nay con này nó có xác nhận cái điểm buy vote là mình vào luôn anh chị nha. Đó thì cũng chia sẻ thật tình với anh chị mình chứ cũng không có giấu giếm gì. Ngoài BVD thì em cũng đã có chia sẻ với anh chị mình để dòng banh đúng không, banh thì mình có VB, thì ví dụ như hôm nay hàng mình về nè anh chị, mình lấy vị thế cái phiên này thì hôm nay hàng mình về, hàng về thì vẫn ok đấy, nhìn chung là không lỗ đúng không, cổ phiếu nó vẫn đang trong cái phạm vi kiểm soát đấy, nó không có phủ nhận những cái phiên tăng trước đó nè. Ví dụ như mà anh chị mình mua hàng về mà mình thấy tự nhiên lỗ là mình thấy cũng hơi nghi nghi đúng không, nhưng mà ví dụ như hôm nay VBank có một cái lực cầu đỡ giá rất là ok vào gần cuối phiên đó, thì em đánh giá là vận động những cái mã cổ phiếu này nó đang theo sát cái kịch bản mà mình đặt ra đấy. Vì vậy nếu như mà trong giai đoạn sắp tới con này ví dụ nó xây cái biên trên đi, em lấy ví dụ xây một cái vùng tích lũy trên, hoặc là nó có những cái sự xác nhận có xuất hiện những cái điểm buy vote đó anh chị, đấy vượt những cái vùng 22 với lại thanh khoản lớn có tiền đi vào, thì ok tại những cái vùng này mình sẽ tiếp tục đánh gia tăng. Anh chị nào đang nắm VVD VB Bank thì mình lưu ý ha, lưu ý những cái yếu tố này, mình phải chuẩn bị tiền nè, cái việc giải ngân em chia sẻ rất là kỹ đi vốn như thế nào luôn rồi đó, nên là bây giờ mình chỉ chờ cổ phiếu nó đi đúng cái kịch bản là mình cứ vào chiến thôi. Thì nếu như mà VB Bank tăng đúng không, thì chúng ta có thể thấy là trạng thái cái dòng ngân hàng nó tốt, vì vậy là chúng ta có thể đánh giá là cái xu hướng của thị trường nó ổn đấy. Còn ở thời điểm hiện tại thì em vẫn chưa thấy cái tín hiệu gì cả nha, lưu ý nha, ngày hôm nay chỉ là một cái nhịp hồi kỹ thuật thôi đó. Thì tổng quan cái phiên giao dịch ngày hôm nay để mà anh chị mình có thể nắm bắt được, lưu ý nhé, thực chất á, khi mà về tới mùng 1/60 nè, thị trường mà không có cầu vào á nó cũng dễ test lại. À, cái thị trường mà giai đoạn mà nó đang vận động với lại khối lượng thấp như thế này nè anh chị, thì mình không có chắc chắn một cái vấn đề gì ở đây cả. Tại vì đa số cái việc thanh khoản trong những cái phiên giao dịch thấp như thế này nè, thì đa số nhà đầu tư cá nhân họ thường giao dịch với nhau thôi. Đấy, nên là anh chị mình sẽ thấy thanh khoản của cổ phiếu nó rất là bé thôi. Đó, chứ tổ chức họ cũng chưa có nhập cuộc ở những cái phiên giao dịch này, ngoại trừ một số cái mã cổ phiếu nhất định thôi. Lưu ý ha, đấy, ví dụ như BVD là hôm nay có dòng tiền tổ chức đi vào. Đó, còn lại những cái mã khác thì em chưa thấy tín hiệu gì cả. Đấy, lưu ý ha, nếu như mà chúng ta muốn
đánh một trận lớn thì chúng ta phải chờ phản ứng ha, chờ phản ứng quanh những cái vùng này nó như thế nào, thì lúc đó em sẽ tiếp tục tư vấn anh chị mình. Dạ rồi, bây giờ mình đi sang cái phần thứ hai là phân tích nhóm ngành và cổ phiếu. Thì em sẽ ưu tiên dòng ngân hàng trước đi. Đấy, thì ở đây chúng ta thấy dòng ngân hàng đa số là các cổ phiếu nó đang ở một cái thế khá là đẹp, đúng không? Cân bằng. Ví dụ như là CTG này, VB nè, STB nè. Đó, thì đối với những cái trạng thái mà cân bằng như thế này nè, nếu như thị trường đạt tiêu chí thì em có chia sẻ rồi đúng không? Nó phải có yếu tố dòng tiền vào đẩy lên. Và anh chị mình phải quan sát là cái xung lực dòng tiền nó phải đột biến nha. Cái thanh khoản cổ phiếu tăng ấy, nó phải mang cái tính chất đột biến. Đấy, thì như thế nó mới tốt. Đấy, còn nếu như mà tăng mà lèo tèo mà không có thanh khoản ấy, thì không ưu tiên. Mua mới ha, cũng chưa thật sự an toàn. Tại vì sao? Nè anh chị mình thấy nha, ví dụ như ngày mai con STB nó tiếp tục tăng thì nó lại về mất cái những cái vùng cản rồi. Thực chất những cái nhịp mà cổ phiếu nó hồi phục từ dưới đáy đi lên đó chị, đều gặp những cái lượng cung cả, lượng cung bán ra từ từ. Và quan trọng là gì? Cái lực hấp thụ nó phải đủ tốt thì nó mới giữ được cái vùng giá cao, có đúng không ạ? Còn nếu như cầu nó không mạnh, hấp thụ không tốt thì sao? Lên cái dễ bị bán ngược trở lại à. Vì vậy cái điều kiện dòng tiền nó rất là quan trọng để mà chúng ta có thể đặt niềm tin vào đó để mà chúng ta giải ngân ha. Còn nếu như mà không có thì rất khó nha. Đấy, thực chất là em không có đi theo cực đoan một cái kịch bản mà thị trường tăng lên hay là thị trường đi xuống. Đó, mình chỉ dựa vào cái tín hiệu thị trường để mà hành động thôi. Anh chị lưu ý nhé. Đấy. Nên là tại sao em luôn gọi là có hai cái góc nhìn, chứ mình không có nhất quán đi theo một cái góc nhìn nào cả. Tại vì mình không biết được là ngày mai thị trường nó sẽ giao dịch như thế nào, đúng không? Thực chất ví dụ như ngày hôm nay anh chị mình thấy nó tăng nè, thì đôi khi là mình thấy cái gì nó cũng tích cực cả, ngày mai nó sẽ có chiều hướng tăng, thì mình lại đi cực đoan vào cái việc mà thị trường chắc chắn ngày mai nó sẽ tăng bùng nổ theo đà hay gì cái gì đó, đúng không? Thì em không không có như vậy, mà mình sẽ chờ cái tín hiệu và mình sẽ gọi là gì, có một cái sự chuẩn bị cho đối với mỗi cái kịch bản nó như thế nào đó thì mình sẽ hành động phù hợp ha. Đấy, dựa vào tín hiệu thôi chứ mình không đi đoán thị trường nhé. Rồi, anh chị mình thấy là ở những cái mã cổ phiếu như Techcom nè cũng có những cái trạng thái nó cân bằng nè. Rồi, nhưng mà sao thanh khoản vẫn còn rất yếu nha. Đấy, nhìn chung là phải chờ dòng tiền thôi anh chị ạ. BID nè cũng cân bằng, nhưng mà con này chưa có tín hiệu, chỉ là cái động lượng, cái lực bán nó đang giảm rồi. Nhưng mà anh chị thấy nè, đi ngang nhưng mà MACD nó vẫn chưa có yếu tố cắt lên, đúng không? ECB hôm qua, hai hôm trước tăng, hôm nay chỉnh lại volume thấp bình thường. Những cái mã này thì ok nha anh chị, trong ngắn hạn ok. Tại vì á, thứ nhất là nó đang giữ được cái xu hướng của cổ phiếu vẫn là đi ngang ha, vẫn là đi ngang. Và thứ hai nữa là những cái mã này á, nó phát tín hiệu cho nhóm ngân hàng. Cái thứ ba nữa là cái cổ phiếu này nè, nó thiên hướng sẽ hơi khó mua hơn một chút. Tại vì anh chị mình thấy là cái cách dao động của nó cứ đều đều vậy á, nó đi ngang rất là lâu, hoặc là nó tăng nó cũng tăng không nhiều, mà nó giảm không không nhiều. Đấy, nhìn chung là nó sẽ hơi hướng bo cung nhẹ, đúng không ạ? Tuy nhiên mà mình thấy là cái yếu tố mà mở biên tăng của cổ phiếu ở cái phiên dịch ngày 9 tháng 10 là mình thấy ok nha, mình thấy một cái tín hiệu gì đó nó khá khá tốt. Đấy, vì vậy là đối với nhóm ngân hàng thì em thấy một cái trạng thái khá là đẹp, khá là ổn định ha. Ấy nhìn chung là ok nha anh chị. Anh chị nào có hàng thì mình vẫn nắm giữ, đúng không? Mình nắm giữ, mình chờ cổ phiếu nó hồi ngắn về. Đấy, còn nếu như mà chúng ta thấy là cổ phiếu cái lực hồi nó không mạnh thì chúng ta hoàn toàn có thể bán khi mà nó về kháng cự. Ấy thì nếu như anh chị nào chưa biết xử lý á, mà lỡ mua cổ phiếu ngân hàng vùng giá cao á, thì có thể liên hệ với em để mà em hỗ trợ tư vấn, đúng không? Đưa cái góc nhìn để mà anh chị mình tham khảo. Còn bây giờ thực chất ở đây thì mình chỉ chú ý VB thôi. Đó, tại vì mình đang trên cái góc nhìn là cầm tiền mà. Đấy thì mình vẫn thấy là những cái mã cổ phiếu này nó đạt được cái tiêu chí đánh trung và dài hạn, đúng không? Đấy, tiềm năng nên là mình ưu tiên ha. Dạ rồi, thì đó là đối với dòng ngân hàng nha.
Tiếp theo mình đi sang cái nhóm chứng khoán. Chứng khoán ngày hôm nay có một số mã như là FTX nó đánh trần khá là ok đúng không? Ngày hôm qua thì mình thấy là test đỉnh chưa thành công này, nhưng mà ngày hôm nay nó lại hồi phục đánh trần luôn. Thực chất cái nhóm chứng khoán mặc dù anh chị mình thấy là trạng thái nó tăng cũng nhiều ha, khoảng 4-7% đó, tăng với biên độ tương đối cao đó. Tuy nhiên nha, chưa có một cái mã cổ phiếu nào nó vượt đỉnh là cái thứ nhất. Cái thứ hai, những cái mã cổ phiếu mà nó tiệm cận cái biên trên như thế này nó rất là ít, nó rất là ít. Ví dụ như là FTX nè, đúng không, hoặc là như BSI đó, rồi MBS thôi. Còn lại những cái mã cổ phiếu khác, ví dụ anh chị mình nhìn VND cũng đang ở biên dưới thôi, đúng không? VCI cũng vậy, HCM cũng vậy. Đó, một cái điểm mà anh chị mình lưu ý. Thứ nhất là nó chưa mang cái tính đồng thuận, gọi là hồi phục mạnh mẽ của dòng. Cái thứ hai nữa là gì? Đối với những cái mã cổ phiếu như FTX nè, anh chị mình thấy cái việc dao động của cổ phiếu á, cái volume nó rất lớn nha, nó khá là to nha. Nó khá là to. Thường để mà một cái mã cổ phiếu mà nó gọi là khởi đầu cho một cái giai đoạn tăng giá tốt, tăng giá mạnh á, thì thường những cái nền giá nó sẽ dao động hẹp với lại cái thanh khoản thấp anh chị. Còn đối với những cái nhịp cái nền mà nó dao động lỏng, cái thanh khoản lớn này nè, nó chưa thật sự an toàn ha. Thì thực chất là theo cái góc nhìn của mình là như thế. Và quan điểm của em vẫn giữ đối với nhóm chứng khoán này, đó là gì? Đó là phải cần tích lũy lại. Tại vì giai đoạn vừa rồi thì cái nhóm chứng khoán á, là cái nhóm mà nó dẫn dắt vận đi của chúng ta đi lên. Và nếu như anh chị nào mà mình đánh từ đầu sóng cho đến cuối sóng á, thì cái việc mà ít 2 tài khoản là nắm giữ nha, biết cách nắm giữ thì chúng ta ít 2 tài khoản là điều bình thường đúng không ạ? Đó, lãi hơn 100%. Đấy, thì nhìn chung là đối với cái biên độ tăng mạnh như vậy của cái nhóm chứng khoán và kết hợp giai đoạn vừa rồi cổ phiếu bị điều chỉnh với lại khối lượng lớn, thì theo quan điểm cá nhân của em, nếu như nó muốn tăng nó phải tích lũy. Và em tin vào cái chu kỳ của cổ phiếu anh chị. Đấy, không một cái cổ phiếu nào mà nó giảm hình chữ V rồi nó lại tăng hình chữ V. Không có ha, thường chu kỳ nó sẽ là gì? Tăng, đi ngang, đúng không? Chỉnh lại, rồi sau đó tiếp tục cân bằng và sau đó lại tăng. Đấy, cái chu kỳ nó sẽ là như vậy anh chị ha. Đó. Dạ rồi, MBS nè. Đó. Còn nếu như anh chị nào mà mình mua được cái nhóm chứng khoán mà có lãi á, thì em cũng xin chúc mừng. Đấy, ở đây là mỗi hệ thống sẽ có một cái quan điểm đầu tư khác nhau ha, như vậy mới gọi là thị trường anh chị. Nhưng mà thị trường ai cũng có tư duy như ai thì mình đâu có kiếm được tiền, có đúng không ạ? Nên thành ra là đó là cái góc nhìn cá nhân của em anh chị ha. MBS nè, anh chị mình thấy là cũng chạm về đỉnh nè. Đó, xem phản ứng nha, khối lượng nó còn rất lớn nè. VCI nè, cũng hồi nhưng mà anh chị thấy là khối lượng nó khá là bé, đúng không? Đó, nhìn chung là em cũng thấy là cái lực bán nó đã thấp dần rồi, thì cũng kỳ vọng là cổ phiếu sẽ có cái nhịp hồi đủ tốt. Thì đối với những cái nhịp hồi này em vẫn ưu tiên là cơ cấu thôi, em vẫn chưa có dự định mua mới đối với nhóm chứng khoán đâu. Khi nào mà nó tích lũy lại cơ ấy thì em sẽ tư vấn anh chị mình ha, đánh sâu. Còn hiện tại mình vẫn nên chờ thêm nha anh chị. VND nè, đấy, 24 kháng cự ha. HCM nè, đấy, 32X sẽ là kháng cự nha. Đấy, nhìn chung là hồi lên ưu tiên cơ cấu giúp em thôi. Em cũng chưa khuyến khích mua mới đối với nhóm chứng khoán. Dạ rồi, tiếp theo là mình sẽ đi sang nhóm thép. Thép này hôm nay anh chị thấy là cũng có hồi đúng không? Hồi thì volume cũng rất bé thôi. Đó, nhìn chung thì cũng tương tự như nhóm chứng khoán, thì em sẽ ưu tiên hồi phục cơ cấu. Và anh chị mình lưu ý những cái mốc cản trước của cổ phiếu, ví dụ như Nam Kim sẽ là quanh 21X22 ha. HSG thì quanh vùng giá 21 nè anh chị. Đó, lưu ý nhé. HBG thì quanh mốc 27 nha. Tại đây. Đấy. Mình nhìn sang nhóm cổ phiếu đạm với hóa chất đi. DGC neo quanh biên trên nè. Đó, con này neo ngày hôm nay nè. Ngày mai phải đánh nha anh chị. Mai không đánh thì lưu ý nè, dễ rủ lại nè ha, rất là đẹp để mà có thể xuất hiện một cái nhịp tiếp tục đánh lên á, một cái nhịp pivot đấy
Đó, còn nếu như không đánh là bỏ tay. Đó, thì mình phải, quan trọng là mình phải quản trị, đúng không? Quản trị phù hợp. DCM. Ok ha, giữ có hàng anh chị mình cứ giữ, con này đang thế đi lên đó. Rồi, DBM. DBM chúng ta thấy là tạo một cái vùng hấp thụ cũng khá là tốt khi mà cổ phiếu về đỉnh trước, đúng không? Thì nếu như anh chị nào thích dòng phân bón á, thì chúng ta có thể chú ý những cái mã cổ phiếu này, nhưng chỉ khi cổ phiếu nó xuất hiện tín hiệu dòng tiền thôi nha. Thực chất những cái mã như DBM nó không phải là thuộc cái phong cách đánh của em, tại vì thường những cái mã này nó dao động với khối lượng lớn đó anh chị. Thường là mình thấy dao động với khối lượng lớn, mà những cái mã cổ phiếu nó khối lượng lớn, chia sẻ thật với anh chị luôn là em không có dám tư vấn mua. Đấy, nhưng mà mình lại thấy cái form con này nó lại ok, đúng không? Thực chất thì tích lũy cũng đạt. Cái việc mà volume lớn á, thì có thể đánh giá được là lực về tới đây cái yếu tố hấp thụ, đúng không? Đó, có cầu đỡ, có lực bán ra, có cầu đỡ, thì mình có thể gọi là chia sẻ với anh chị mình về cái góc nhìn như thế này. Nếu như mà mình thích cái nhóm phân bón thì mình có thể chú ý ha. Còn ví dụ như với hệ thống thì sẽ không, không có không mua. Đó, em chỉ tập trung một số nhóm nhất định thôi. VGS cũng còn yếu nha. Đấy, nhưng mà có khả năng hồi kỹ thuật về những vùng 21.x à, với cái thế như thế này. Dạ rồi, mình đi sang cái nhóm cổ phiếu bất động sản. Thực chất bất động sản em có đi xem hết một lượt thì mình thấy có Nam Từ Liêm là con này giữ ok nhất, đúng không? Thì đối với cái việc giữ ok này nè, thì liệu có mua hay không? Tại vì á, em chia sẻ với anh chị là khi mà chúng ta mở một cái vị thế đối với cổ phiếu á, thì mình không phải nhìn một cái cổ phiếu này mà mình đánh giá đâu, mà cái ông Jesse Livermore anh chị, ổng có đưa ra một cái phương pháp để mà đầu tư, đó là gì? Đầu tư theo cái dạng nhìn bao quát, nhìn tổng quan. Có một cái tên mà em quên mất cái tên của cái phương pháp đó rồi, nhưng mà gọi là mình sẽ nhìn bao quát và tổng quan. Thứ nhất, ví dụ anh chị mình để ý cổ phiếu Nam Từ Liêm đi, anh chị mình nhìn tổng quan cái dòng coi nó có ổn hay không ha, thì chúng ta có thể lướt sang một cái dòng, mà lướt sang một lượt á, thì mình thấy là gì? Cái nhóm này điều chỉnh quá sâu giai đoạn vừa rồi, đúng không? Và cái lực hồi nó cũng khá là yếu. Và mình nghĩ sang một số cái cổ phiếu mà nó anh em với những cái mã như Nam Từ Liêm, ví dụ như là Đích, bất động sản nhà ở, Khang Điền, đấy, HDC, đúng không? Đất Xanh, thì cái xung lực hồi phục nó cũng không quá mạnh. Đó, tổng quan dòng nó cũng không quá mạnh. Nhìn những cái mã cổ phiếu đầu ngành, ví dụ như Vinhome, cũng chưa thật sự ổn, đúng không ạ? Nên thành ra để mà nói mua những cái mã như Nam Từ Liêm á, thì em sẽ ưu tiên hơn dòng ngân hàng hay là dòng dầu khí nha anh chị. Mặc dù Nam Từ Liêm nó khá là đẹp, đúng không? Đấy, nhưng mà do là tổng quan dòng mình vẫn chưa thấy cái tín hiệu ổn định. Có khả năng cái nhóm bất động sản này ngày mai nó vẫn có hồi nha, tại vì mình thấy là cái trạng thái cổ phiếu nó cân bằng ok nè. Đó, nhưng mà gì, hồi lên gặp rất nhiều kháng cự anh chị đó, mà cái giai đoạn này thị trường thanh khoản nó vẫn còn yếu, thì em không nghĩ là cái nhóm này nó sẽ gọi là bùng nổ về mặt thanh khoản đâu. Nó chỉ cơ bản là vì những cái nhịp hồi phục kỹ thuật thôi. Đấy, nếu như có những cái nhịp mà buy vote hay cái gì đó thì em nghĩ là con Nam Từ Liêm này nó ok hơn, tại vì giai đoạn vừa rồi nó giữ giá rất tốt, đúng không? Thì họa may là có những con này đi ngược. Đó, còn về tổng quan dòng thì em thấy chưa thật sự ổn nha. Đấy, anh chị lưu ý nè. Đó, nên là lưu ý, tương tự như cái nhóm chứng khoán và nhóm thép thì em nghĩ là hồi phục ưu tiên cơ cấu ha, vẫn giữ một quan điểm thôi. Đấy. Rồi, một số cái nhóm cổ phiếu mạnh như là vận tải biển nè. Đấy, thì anh chị mình thấy như là HAH. HAH ngày hôm qua có một phiên gọi là test đó, đỉnh không thành công, đúng không? Cái đỉnh này nó chưa vượt được nè. Thì ngày hôm nay lại đóng test cung. Thì đối với những cái vận động này ngày mai nha, bù con này nếu như nó muốn đánh tiếp thì nó phải xuất hiện dòng tiền tham gia, đúng không? Dòng tiền đẩy lên. Đó, dòng tiền lớn đẩy lên. Đây cũng là một cái nhịp mà anh chị nào chưa mua được thì mình có thể chú ý. Đấy, còn nếu như mà nó lình xình như thế này nè, không có tiền vào nè, cũng dễ test lại ha, test quanh về những cái vùng nền như thế này. Nên là lưu ý ha, Gamandet cũng vậy nè. Đó, tích lũy đi ngang nè, khối lượng kiệt nè, có tiền đánh lên thì tốt nè, đúng không? Anh chị có hàng thì mình cứ giữ thôi. Đấy, còn về mua mới thì em nghĩ phải chờ tín hiệu dòng tiền nha.
điểm 3 vốt nha, BVD nè, lỏng nha. À, con này nhìn chung là đỡ ok đấy, rất là đẹp, nhưng mà thứ nhất em thấy cái vận động trong phiên con này nó hơi lỏng nhẹ đó. Và nếu muốn an toàn thì vẫn tương tự như cái nhóm vận tải biển là phải chờ điểm 3 vốt ha. Thực chất là có khả năng nha đối với BVT ấy. Rồi, mình đi sang một số nhóm cổ phiếu như là dầu khí. Dầu khí thì em có chia sẻ là form nó tốt đúng không ạ? Đấy, BVD ok ha, này điểm pivot. Nhìn chung là này phù hợp lấy vị thế nè, mở mua mới nè. Đó, còn về những cái điểm gia tăng thì phải chờ, ví dụ như con này vượt đỉnh kiểu gì nó cũng có tích lũy lại, hoặc là nó sẽ có test lại anh chị. Nó tăng nhưng mà nó cũng sẽ có test lại ha. Thì mình sẽ quan sát cái lực bán. Ví dụ như lực bán thấp, tăng thanh khoản lớn mà cái lực bán thấp thì là tích cực nha. Còn ví dụ như mà tiêu cực á là gì? Hàng về tự nhiên nó giảm phủ định cái phiên pivot trước này là không tốt nha. Đó thì đó là cái kịch bản xấu. Còn đối với em thì sau cái phiên ngày hôm nay thì mình thấy con này ok. Đó, đạt tiêu chí thì mình mua thôi. Đấy, mình đưa ra cái những cái cổ phiếu mà mình đã chú ý rồi, đạt tiêu chí là mình giải ngân anh chị, có sự chuẩn bị ha, chứ không phải là mua đuổi ấy. Rồi, BVB cũng ok đúng không, nhưng mà không có tiền nha. Đó, chưa có tiền. Ngày hôm nay dòng dầu khí em thấy có BVD là vào tiền ok, những cái mã cổ phiếu khác là hồi theo con BVT, con BVD thôi ha. Đấy, BVS cũng ok, có một cái nhịp thanh khoản cũng có vào nhưng mà nó không được quyết liệt như con BVD. Đó, OI nè, OI không biết anh chị nào có theo dõi cái video trước không. Đấy, đúng không? Em có chia sẻ là cái vùng này mà ai đánh chung và dài hạn thì cứ mua nè. À, có thể gom một ít được nè, đúng không? Thì hôm nay cũng tăng, ok, đúng không ạ? Đấy, trong cái video gần đây nhất, top 2 cổ phiếu siêu mẫu hình là em có đề cập gì VB với lại con OI này. Đấy, nhìn chung là hàng về vẫn ổn ha. Hoặc là mai hàng về đó. Nhìn chung là hiện tại em thấy vận động ok, anh chị yên tâm nắm giữ. Dạ rồi, một số cái chia sẻ của em về thị trường ngày hôm nay cũng như các dòng cổ phiếu thì cũng xin cảm ơn anh chị mình rất là nhiều đã theo dõi đến hết video này. Đấy, và tổng quan lại thì chúng ta vẫn sao anh chị, chờ một cái phiên pivot của thị trường đúng không. Còn nếu như vận động linh sinh thì sao, chưa đạt tiêu chí mua mạnh đúng không. Đó, chưa đạt tiêu chí mua mạnh và mình phải chờ ha. Đó rồi, em xin phép kết thúc buổi video ngày hôm nay ngay tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị mình rất là nhiều đã theo dõi đến hết video này, và hẹn gặp anh chị mình ở những video tiếp theo. Anh chị đừng quên ủng hộ em bằng cách là nhấn nút like video và ủng hộ em một phần đăng ký kênh nha. Đây là những động lực rất lớn giúp em duy trì ra thêm nhiều video hơn chia sẻ với anh chị mình. Và tại bio của kênh thì cũng có một cái room Zalo. Hiện tại cái room Zalo này chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về cổ phiếu cũng như là kiến thức với nhau, giao dịch gọi là chia sẻ trực tiếp trong phiên luôn anh chị. Nên là anh chị tham gia vào cái đường room này em sẽ hỗ trợ mình ha. Đó, có câu hỏi gì cứ đặt ra ở trong đó. Dạ rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị mình ở những video sau.